Còm dạo là vấn nạn tôi nhận thấy từ rất lâu và cũng muốn viết về từ lâu. Gần đây nhân dịp trao đổi với Human of Spy Room có nhắc qua, tôi nghĩ chủ đề này xứng đáng được triển khai và viết kỹ hơn. 1. Định nghĩa, khái niệm. Còm dạo ở đây được định nghĩa là hành động đi bình luận vô tội vạ và vô tổ chức, với vô số kẻ đồng chữ mà họ bồi ra mỗi ngày một cách vô tích sự. Rất dễ để phân biệt người đi còm dạo với người có đam mê. Tuy cả hai cùng bình luận với số lượng lớn, nhưng người có đam mê thường chỉ bình luận ở một số chủ đề nhất định mà họ hứng thú. Trong khi đó, người đi còm dạo là những người có mặt ở mọi chủ đề. Sẽ không có vấn đề gì nếu anh đam mê Pablo Picasso và mọi chủ đề liên quan đến trường phái lập thể anh đều tham gia, thậm chí là vươn xa hơn đến chủ đề nghệ thuật hiện đại và hậu hiện đại cùng những cãi vã xung quanh chúng cũng chẳng sao. Và mỗi còm của anh phải cho thấy mối quan tâm nghiêm túc và sâu sắc đến chủ đề mình đang bàn. Nhưng sẽ rất có vấn đề nếu chủ đề nào anh cũng góp mặt, từ nghệ thuật cho đến khoa học, chính trị cho đến kinh tế. Và nội dung bình luận là những câu vô thưởng vô phạt kiểu game có cái xấu, cũng có cái tốt, tùy người. Hay là những câu sai từ cơ bản như Picasso vẽ trừu tượng như vậy vì vốn ổng không có biết vẽ giống thật. Hay là nói sáu ngữ, đúng hay sai, đẹp hay xấu đều chỉ là tương đối. Và tồi tệ nhất là còm dạo để chửi nhau, mỗi hiệp kéo dài gần trăm còm. Về nội dung thì như vậy, về số lượng thì tùy từng nền tảng. Chẳng hạn như với Facebook và YouTube, mỗi người còm dạo trung bình mỗi ngày có thể bôi ra vài chục cái. Với Spy Room thì mỗi ngày gần chục cái cũng đủ để khiến mọi cây viết nhớ nhãn mặt. Kinh nghiệm của tôi cho thấy, trên Spy Room cứ có ai có tổng bài viết không lớn hơn 5% tổng bình luận thì đích thị là người theo chủ nghĩa còm dạo. Và như một quy luật, còm của họ đều viết về những điều mà chưa viết ra, người ta cũng đã đọc rồi. Khác với người có đam mê, người đi còm dạo là những cá nhân mờ nhạt. Họ không có đam mê và do đó không bao giờ tìm hiểu một cách sâu sắc về lĩnh vực nào đó. Ở trên mạng, hình thức tồn tại của họ giống như một dạng sống ký sinh trên những bài viết do người khác tạo ra để tìm niềm vui thoáng chốc. Hoặc thể hiện rằng tôi cũng biết về chủ đề đang bàn, chứ không chỉ đang ngồi nghe suông. Tôi sẽ bàn cụ thể hơn về người đi còm dạo ở phần 3, còn bây giờ kết thúc phần định nghĩa ở đây để bàn với những người đọc còm dạo trước. Những người đọc còm dạo ở đây ý chỉ đến những người thích đọc còm ngang bằng hoặc hơn đọc bài viết chính. Họ chủ động tìm đọc còm thay vì tiện mắt liếc xuống đọc theo quán tính. Với người nghiện đọc còm thì việc đọc bài viết chính của họ sẽ trở thành thiếu sót nếu không đi kèm với việc đọc còm dạo. Trong khi mục đích ban đầu mà người viết thiết kế chỉ nằm gọn hoàn toàn trong bài viết, việc có ai bình luận hay không chỉ là phụ. Mà theo quan sát có được từ góc độ người viết bài hiện nay và kinh nghiệm cá nhân từ góc độ của một người từng thích đọc còm dạo, tôi rút ra hai lý do để khiến họ làm việc này. Một là tìm thêm kiến thức ngoài bài viết chính. Và hai là tìm ý kiến đối lập nhằm bác bỏ bài viết chính. Một, với những người tìm thêm kiến thức. Như tôi đã phân tích ở bài viết trước đây, con người là loài động vật kể chuyện. Chúng ta không được tiến hóa để đọc các văn bản ký thực khô khan. Thay vào đó, chúng ta hứng thú với các câu chuyện hơn. Và đã từ xa xưa, kể chuyện vừa là hình thức giải trí, vừa là hình thức để con người giáo dục lẫn nhau. Vậy nên việc đi tìm kiến thức từ câu chuyện được thể hiện bằng cuộc đối thoại giữa hai nhân vật là việc tự nhiên và lành mạnh. Loài người đã ý thức và thực hiện điều này từ thời Hy Lạp cổ, với Socrates đi lang thang khắp thành phố Athens để đối đáp và tìm ra chân lý. Và sau này học trò của ông là Plato viết Cộng hòa để trình bày quan điểm, dưới phông nền là cuộc đối thoại giữa Socrates và mọi người. Thế nhưng điều từng đúng với xã hội ngoài đời thật không còn đúng với xã hội ảo trên mạng nữa. Phong cách đối thoại Socrates cần rất nhiều hợp tác và nhẫn nhịn của các cá nhân tham gia. Ví dụ như quyển 1 của Cộng hòa, khi Socrates đối thoại với chàng trai trẻ Polemarchus, thực chất là ông bắt bẻ chàng ta rát rạt, chỉ để giúp chàng trai ngẫm lại về định nghĩa công bằng mà Socrates hỏi cung chàng đến tận 40 câu hỏi, thuộc dạng có, không, và chàng đều kiên nhẫn trả lời hết. Hoặc một hình thức khác của đối thoại Socrates là người này làm phông nền cho người kia thể hiện. Ví dụ có thể kể đến là tiểu luận The Decay of Lying của Oscar Wilde. Trong đó,
Vivian là chàng trai với đầy những ý tưởng độc đáo và gây sốc. Cyril là chàng trai ôm những định kiến như người đời bình thường. Trong tiểu luận, ta chỉ thấy Vivian tỏa sáng bằng lý thuyết mới mẻ và gây sốc. Cyril chỉ có nhiệm vụ yêu cầu Vivian giải thích những chỗ khó hiểu và thỉnh thoảng cảm thán nếu thấy sốc. Mọi đối thoại như thế tuyệt đối không tồn tại ở không gian trên cộng đồng mạng, nơi những người xa lạ tự do nói chuyện với nhau. Ở hình thức thứ nhất, ta chỉ cần hỏi đến câu thứ 10, hoặc đôi khi là ngay ở câu đầu tiên, là người kia đã chán mà bỏ ngang hoặc nổi cáu vì không biết mình có đang bị sổ mũi hay không. Ưu điểm của thế giới mạng là thông tin truyền đi rất nhanh, nhưng nhược điểm là cảm xúc và ý định không nhanh bằng. Chúng ta đã quen với kiểu nói chuyện nhìn được mặt và nghe được giọng để đoán cảm xúc và ý định của đối phương. Nhưng trên mạng thì không có cơ sở nào để đoán, bởi vì chúng ta chưa quen với việc nói chuyện mà bỏ trống hai ô cảm xúc và ý định. Vậy là ta dùng định kiến và cảm xúc nhất thời của bản thân để tự ý chám vào hai ô còn trống đó. Rất nhiều ngụy luận trên mạng như chụp mũ, công kích cá nhân đều xuất phát từ hiện tượng này mà ra. Chẳng hạn trong chủ đề về công tác chống dịch Covid của Việt Nam, bất cứ ai đặt câu hỏi liệu nhà nước có đang minh bạch hay không, với ô cảm xúc và ý định đang bỏ trống và e là sẽ bỏ trống mãi mãi, đều được người nghe tự ý chám vào những cảm xúc và ý định mà họ tưởng tượng ra, rồi họ đối xử với người khác theo tưởng tượng của mình, cụ thể là chửi. Ở hình thức thứ hai, cách phản ứng thật đáng xấu hổ. Nếu như với hình thức thứ nhất chỉ là bỏ ngang, thì với hình thức thứ hai, cư dân mạng sẽ lồng lộn lên chửi bới và vùi dập. Người có ý tưởng thậm chí không được mở mồm nói, chứ chưa mơ gì đến chuyện người khác làm phông nền để mình trình bày cho rõ ý tưởng độc đáo và gây sốc ấy. Nói tóm lại, với không gian công cộng và với người lạ trên mạng, việc thực hành đối thoại Socrates là không tưởng. Nếu vất vát thì ta vẫn tìm được một số bình luận có kiến thức và đối thoại ôn hòa từ những cá nhân có quen biết nhau, hoặc trong không gian riêng tư hơn một chút như Facebook cá nhân, chat room. Tuy nhiên ngay cả trong trường hợp này thì việc đọc còm dạo vẫn cứ là vô bổ. Kiến thức nào trên đời cũng nằm ở trong một hệ thống và liên kết đến nhau theo một trật tự nhất định. Rất có thể khi ta đọc về nghệ thuật hậu hiện đại và thấy hay, nhưng ta sẽ không hiểu gì về hậu hiện đại nếu chưa biết đến chủ nghĩa hiện đại. Khi ấy cái nhìn của ta về hậu hiện đại sẽ bị xô lệch và mọi đánh giá dù khen hay chê cũng không còn chính xác nữa. Và ta lại càng không hiểu nghệ thuật hiện đại nếu không biết gì về nghệ thuật cổ điển. Vậy nên dù khen hay chê thì trước tiên ta phải hiểu đối tượng cùng hệ thống mà nó nằm trong đó. Bằng không mọi ý kiến sẽ chỉ là cảm tính, nhặt nhạnh và vô bổ. Việc nhặt nhạnh kiến thức không theo hệ thống giống như việc học từ ngọn. Nó không hỗ trợ người ta cách tư duy từ gốc để hình thành khả năng phán xét của bản thân. Nếu nắm vững mọi kiến thức nền tảng, ta có thể tự suy đoán hoặc giải thích hiện tượng xung quanh. Còn nếu chỉ nằm ở phần ngọn thì lúc gặp hiện tượng mới, người ta chỉ biết ồ à kinh ngạc và chờ người khác rút lấy một phần kiến thức nền tảng để giải thích và nhân tiện mớ mỹ đồ cá nhân vào đầu ta. Nói tóm lại, việc đọc còm nhặt nhanh nói riêng và việc lên mạng học lỏm nói chung không phải là cách học lành mạnh. Mạng toàn cầu là nơi lý tưởng để tự học vì có kho sách vở đồ sộ và miễn phí. Nhưng nó sẽ chỉ hữu ích khi trước đó ta đã có kỹ năng lọc ra đâu là những thứ không đáng đọc để tránh. Tiếp sau mới là kỹ năng học từ kho sách vở ấy một cách bài bản với kiến thức đúng đắn từ các tác giả vĩ đại. 2. Với nhóm người tìm ý kiến đối lập. Nói cụ thể thì đây là nhóm người bất đồng quan điểm với bài viết, nhưng họ không biến thành người còm dạo để phản bác bằng mấy câu hơi hợt. Mặt khác, họ cũng không đủ kiến thức để trở thành một người tạo nội dung, để viết một bài đủ sức nặng nhằm tự mình bác bỏ bài viết kia. Thay vào đó, họ chọn cách tìm kiếm những ý kiến bất đồng như mình nhằm củng cố niềm tin của bản thân là chính. Họ không thật sự học hỏi được gì, bởi như mục 1 đã phân tích, vốn dĩ ta không học được gì từ đọc còm dạo. Thẳng thắn mà nói thì nhóm người này không được sáng tạo cho lắm. Họ bắt đầu bằng cách tiếp cận những bài viết với cái đầu đầy định kiến. Tiếp theo vì bị định kiến lấn át, nên ngay cả khi không thấy bài viết có điểm nào mà bản thân bác bỏ được, họ vẫn khăng khăng dùng niềm tin để tin rằng bài viết ấy sai, thay vì phải tư duy theo lý trí, rằng ta không thích bài viết ấy, nhưng trong lúc chưa bác bỏ được nó, thì ta phải chấp nhận rằng nó không sai. Bi kịch ở chỗ trên thế giới mạng, họ sẽ luôn tìm thấy thứ mà họ cần tìm. Ngay đến những ý tưởng sai lầm tuyệt đối như trái đất phẳng cũng có người tin và đủ nhiều người để tìm được nhau kết thành hội, thì dĩ nhiên luôn không thiếu số lượng người nhất định phải phản đối một ý kiến nào đó. Nhưng đây không phải tin vui cho họ,
Mạng xã hội với thiết kế cá nhân hóa giúp mọi người dễ dàng có thể loại bỏ những thông tin và con người họ không thích ra khỏi thế giới quan của mình. Cuối cùng, sẽ đến lúc mọi đối thoại của họ chỉ là nghe lại tiếng vọng của bản thân, chứ không thật sự là đối thoại. Đây chính là lý do tôi nói, thời buổi mạng là thời tàn của đối thoại. Và với nhóm người như ở mục này thì không có đối thoại nào cả, tất cả chỉ là tiếng vọng. Thế nhưng tai hại không dừng ở đây. Bằng việc suốt ngày tự nhốt mình trong buồng vọng và nghe tiếng vọng của mình, người ta bị suy giảm khả năng chấp nhận những cái khác biệt, bị rơi vào tình trạng lười tư duy vì vốn không có gì mới để tư duy cả. Có lẽ giải pháp duy nhất khắc phục hiểm họa tự nhốt mình vào buồng vọng của thời buổi cái gì cũng cá nhân hóa ngày nay là chúng ta phải học hành tử tế để có thể tự nhận thức mạnh mẽ, hoặc phải tin vào các chuyên gia. Khi bị ung thư thì cần tin vào bác sĩ thay vì thực dưỡng. Và khi tìm hiểu sự thật thì hãy tìm đến khoa học. 3. Những người đi còm dạo. Giống như mọi hành động thể hiện quan điểm của mọi người ở mọi nơi, một trong nhiều mục đích của thể hiện quan điểm là thể hiện bản thân. Còm dạo là một hình thức thể hiện bản thân, nhưng bi kịch ở chỗ, đây là hình thức thấp kém nhất. Nhưng nếu họ biết, tại sao họ không tìm ra cách tốt hơn như là viết bài dài thay vì còm dạo, cách thể hiện có nhược điểm như đã thấy ở phần 2? Câu trả lời là vì họ biết không đủ nhiều và không đủ sâu, không thể viết thành một bài đăng dài, trình tự logic và có hệ thống được. Có thể, một số người sẽ chống chế bằng câu: vì tôi không đủ rảnh để viết bài nên tôi đi còm dạo. Vâng, câu nói này buồn cười như đứa trẻ lừa bà mẹ bằng câu: con ngủ rồi ạ. Đã lang thang trên mạng, không có ai là quá bận bịu cả. Đừng tự cố huyễn hoặc rằng mình lúc nào cũng phải bận bịu mới là người thành công, một ảo tưởng của thời đại công nghiệp và tiêu thụ. Chính rảnh rỗi mới là điều lành mạnh, đó là lúc để các ý tưởng mới mẻ đến với trí óc ta. Nhưng chủ đề này thì dài, tôi sẽ trở lại vào dịp khác. Bàn đến ý tiếp theo, tôi nhận ra những người đi còm dạo chỉ còm dạo theo quán tính và định kiến có sẵn trong đầu họ. Bài viết chính ảnh hưởng rất ít đến nội dung còm. Họ tiếp cận bài viết với định kiến, rồi còm dạo về quán tính. Và nội dung còm thường chỉ là những định kiến nghèo nàn trong đầu họ. Bài viết gần như không tác động hay thay đổi gì nội dung còm của họ cả. Nguyên nhân cuối cùng cho hành động còm dạo nằm ở cách mà mạng toàn cầu định hình hành vi của người dùng. Ở trên mạng, người ta không chỉ tự do thể hiện những hành động mà ngoài đời thực phải giấu kín, mà cạnh đó, người ta còn bị mạng toàn cầu định hình với những hành động mà ở đời thực sẽ không xuất hiện. 4. Tổng kết. Còm dạo nói riêng và đối thoại trên mạng nói chung rất hiếm khi tìm được hợp tác và ôn hòa, nên việc rút ra tri thức theo phong cách đối thoại Socrates là không thể. Một vài trường hợp cá biệt, như khi đối thoại trong nhóm nhỏ các cá nhân quen biết nhau thì có hợp tác và ôn hòa, nhưng trừ khi kiến thức ấy được đối thoại theo trình tự và số lượng lên đến 400 trang như một quyển sách, còn bằng không, nó chỉ là kiến thức vụn vặt, không theo hệ thống, lợi bất cập hại nên không được coi là học liệu. Với những người đọc còm dạo chỉ để tìm ý kiến giống mình nhằm củng cố thêm niềm tin, họ là những con người càng khó học và khó dạy hơn ai hết. Với người đi còm dạo, đây là nhóm người tầm thường, chọn cách thể hiện bản thân dưới hình thức thấp kém. Hành động của họ nằm dưới một loạt chi phối và định hình của mạng toàn cầu. Nhìn chung, tôi không muốn dạy người khác phải sống ra sao, nên thời gian của họ, sức lực của họ, tùy cả ở họ, thích đốt vào đâu thì đốt. Nếu thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!